đi tiệm trái cây của bà Diễm, trái nhỏ thôi. Trời ơi, sao bà cột tùm lum này, bà nhấc cái trái lên xem nào. Nó làm gì đâu. Rồi mặt kia, cái mặt nứt kia xem nào. Trái này bao nhiêu tiền? Trái nào ngon? Bao cân đây xem nào. Đấy là bao nhiêu? Mắc à? Hả? Dạ heo này. Ai? Không. Ăn xong bệnh luôn. Bán cái sọc riêng này mở ra xong nhanh sao anh? Ăn xong bệnh. Anh có đủ đâu? Có gì không? Bán em 200 mấy cái này chứ không? Ăn xong muốn bệnh luôn. Đấy đi thâu. Nó nhiều. Nó bán em nó còn mua được không? Bán nhiều quá nó mở ném cái rau. Còn lại anh ba cái sọc riêng mà biết bệnh. Nè ngon cơ chưa? Trong cái kia có muối không? Ta đỡ từ từ chị coi còn chị, chị lập trong bỏ đâu? Chị lấy bao tay rồi. Bao tay làm gì? Bao cho nó khô dính tay chị, khô dính đồ khô yên cho sạch.